lên đền Chúa ta thân yêu, từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhạc, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Chúng con xin kính mời quý cha, quý đức cha tiến ra hàng ngang và cho chúng con lưu lại những tấm hình lưu niệm của đại hội. Xin quý cha đứng sát với đoàn xe lăn. Xin ban truyền thông chúng ta chuẩn bị. Vâng, xin toàn thể quý đấng bậc và toàn thể các tham dự viên ạ. 1 2 3 chi 1 2 3
sáng đôi mắt tôn vinh Chúa. Kể điên mơ tay nghề, người nghèo được loạt tin vui. Mừng vui lên Sion, ngày đây cho người đến rồi. Mừng vui lên Sion, ngày khắp kia lời người đó. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Trọng kính quý Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý dì. Kính thưa toàn thể cộng đoàn anh chị em, cách riêng những người con cái đặc biệt của Cha trên trời rất thân mến. Hết mọi người chúng ta, cách riêng các cha, các thầy, ngày hôm nay không có vàng, bạc, châu báu để trao tặng cho anh chị em. Nhưng những gì quý hóa nhất mà chúng ta trao tặng cho nhau, đặc biệt các đức cha, các thầy, các dì của nhà chung giáo phận Thái Bình, trao cho anh chị em không phải tiền bạc, châu báu, mà giá trị quý hóa nhất là Cha trên trời. Và trong đức tin của người Công giáo, thánh lễ gọi là lễ thánh, là lễ trung tâm của đức tin của đạo Công giáo. Và người chủ tế thánh lễ hôm nay không phải là các đức cha hay các cha, mà chính Con của Chúa Trời là Chúa Giêsu Kitô sẽ chủ lễ chủ tế hôm nay. Và Ngài thay mặt cho cả nhân loại, vì Ngài là người duy nhất thánh thiện xứng đáng,
để thay thế cho cả nhân loại dâng lời chúc tụng người khen Cha trên trời. Và đồng thời, Ngài cũng là người duy nhất có khả năng hy sinh đền tội cho nhân loại bằng cái chết của Ngài. Vì Ngài là con của Chúa Trời, cho nên việc Ngài chịu nạn, chịu chết mang một cái giá trị vô cùng tuyệt đối, đền bù cho tất cả mọi thứ tội lỗi. Vì thế hôm nay, kính thưa cộng đoàn anh chị em, ai trong chúng ta cũng có nhiều thiếu sót, nhiều tội lỗi riêng tư, gia đình, quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa. Vậy chúng ta phó dâng tất cả mọi tội lỗi xấu xa của chúng ta đó cho Chúa Giêsu, nhờ Ngài xí xóa, nhờ Ngài đền bù tội lỗi cho chúng ta. Và nhờ đó hết mọi tội lỗi trên thế gian này đều được tha thứ, cách riêng khi chúng ta có dục lòng ăn năn sám hối. Ngoài ra, Chúa Giêsu hôm nay Ngài cũng gom góp hết tất cả mọi hy sinh, đặc biệt là những đau khổ vất vả của mọi người, đặc biệt của anh chị em, bà con là con cái, đặc biệt của Cha trên trời, cách riêng những người ốm đau, bệnh tật, nghèo đói, túng thiếu, bị bỏ rơi. Xin Chúa Trời nhận lấy và dâng lên hết tất cả cho Chúa Cha, và xin Cha trên trời nhận lấy cái tấm lòng thành của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, mỗi người chúng ta hôm nay có viết theo một cái tâm tình để chúng ta nhờ cộng đoàn của chúng ta dâng lên Chúa Trời các tâm tình, các ước nguyện của chúng ta đó trong cái lúc dâng lễ vật, để xin Chúa Trời nhận lấy các cái ước nguyện, các cái mong muốn của chúng ta, và xin Chúa Trời thương ban mọi ơn phúc lành cho chúng ta. Đây chính là một trong những ý nghĩa giá trị sâu xa mà hôm nay cả cộng đoàn chúng ta, cách riêng các đức cha, quý thầy, những người đồng hành với cộng đoàn anh chị em, xin dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết, xin Chúa đổ muôn ơn xuống trên từng người trong cộng đoàn anh chị em và cho gia đình anh chị em, để khi trở về anh chị em mang theo tất cả mọi phúc lành của Chúa. Đây chính là thánh lễ trung tâm. Hôm nay thánh lễ này được cử hành một cách đặc biệt do có ba đức cha, và trong bài chia sẻ lời Chúa sẽ có ba đức cha cùng vắn gọn sẽ chia sẻ tâm tình một cách thiết thực với anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em. Giờ đây kính mời cộng đoàn anh chị em chúng ta dừng lại 1-2 giây phút, xin lỗi Chúa về các điều thiếu sót và xin cho chúng ta được quảng đại, được tha thứ, bỏ qua hết tất cả mọi buồn phiền, nhất là những đau khổ người khác gây cho chúng ta. Và xin Chúa thương nhận lời cầu xin của chúng ta trong thánh lễ hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy. Vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Cát Men và đồng bằng Sa-rôn. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay dã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bùn rùn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan: can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con. Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con. Người mình xét những ai hàm ước, kẻ tù tội ra tay cứu mạng. Người thương những ai chính trực, ban lương thực cho kẻ khó nghèo. Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con. Người mơ mắt những đền cô nhi quá phù. Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.
mọi đường lối ác nhân người phá. Chúa giữ gìn chở che khách cho, Ngài sẽ cai trị dân Người mãi muôn đời là vua của họ. Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng Bài trích thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Thưa anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Kìa vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Cầu đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được,
người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô, lời khen. Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn, anh chị em rất thân mến, chia sẻ lời Chúa hôm nay, chúng ta rất là vui mừng, vinh dự được hai đức cha chia sẻ cho chúng ta. Giờ đây, xin chúng ta có tràng pháo tay để cảm ơn và cầu nguyện cho đức cha Giuse Châu Ngọc Chi, cầu nguyện kết đặc biệt cho quý bà con giáo dân trong giáo phận của Ngài ở Làng Sơn, một giáo phận cùng xa với chúng ta và cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là ít người công giáo. Và Ngài đang nhiệt huyết hăng say để loan truyền Chúa tại giáo xứ Làng Sơn. Xin trân trọng kính mời Đức Cha. Anh chị em ở đây, những ai là người đầu tiên đi tham dự đại hội khuyết tật nào? Ai đầu tiên nào? Ai lần đầu tiên đâu? Rồi, cũng khá nhiều người nhá. Rồi, cả Đức Cha từ Nhật Bản và tôi nữa cũng lần đầu tiên đến đây để tham dự cái đại hội rất là đặc biệt này. Tôi ở đây như là một người khuyết tật đại diện cho rất nhiều anh chị em khuyết tật từ Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang mà xa xôi quá chưa có thể đến đây theo lời mời gọi của Đức Cha Phêrô để cùng gặp gỡ nhau và cùng gặp gỡ Chúa. Và chắc chắn sau việc tham dự của tôi rồi thì năm tới tôi tin rằng cũng có những người anh chị em khuyết tật từ Lạng Sơn, Cao Bằng về đây cùng với anh chị em. Anh chị em thấy là chúng ta khi mà chúng ta nghèo khó nha, mình phải đi xin nhờ sự giúp đỡ thì đến gõ cửa nhà giàu hay là nhà nghèo? Anh chị em, gõ cửa nhà giàu hay là nhà nghèo? Thường là đi gõ cửa nhà giàu. Nhưng mà hôm nay không phải như thế. Tại hiện diện đây trước máng cỏ Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria, giàu hay nghèo? Giàu hay nghèo? Không những nghèo mà rất 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 nghèo. Anh em thấy rất nghèo. Thế mà chúng ta lại từ muôn phương quy tụ về đây để chiêm ngắm, để cầu nguyện nha, để xin từ máng cỏ Bethlehem ban ơn bình an chúng ta. Thưa anh xem, là vì chúng ta những người có những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mong chờ sự giúp đỡ từ người này người khác, tổ chức này tổ chức kia. Nhưng mà thưa anh xem, tất cả những cái món quà đó là những cái món quà vật chất, nó sẽ qua đi. Còn cái quà tặng được ban từ Thiên Chúa là Cha chúng ta từ trời cao chính là Đức Giêsu Kitô được sinh ra
trong máng cỏ nghèo khó bởi Đức Maria Đồng Trinh và Thánh cả Giuse là một gia đình rất là nghèo khó, thưa anh chị em, như là quà tặng từ trời cao, quà tặng từ Thiên Chúa, thưa anh chị em. Thế nên chúng ta tụ họp nhau đây chung quanh hang đá máng cỏ Chúa Giêsu, trong bầu khí mà giáo hội đang chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh, anh chị em thấy thiên cao gì thấy không? Chứ gì? Mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, không có ghi là mừng ngày đại hội khuyết tật, nhưng mà là mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Đức cha Phêrô trên phần thơ biển có lý khi mà quy tụ chúng ta ngay trong những cái ngày mà giáo hội mà mọi người đang nô nức chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, mừng quà tặng từ Thiên Chúa trên trời cao là Đức Giêsu Kitô sinh ra cho chúng ta. Anh chị em đây có ai sinh ra ở ngoài đầu đường số chợ không? Có không? Trong hang đá không? Có không? Có thì cũng có, mấy ít lắm, không nhiều đâu. Thế mà Đức Giêsu Kitô là quà tặng của Thiên Chúa từ trời cao, lại được sinh ra trong mạng cỏ, không nhà, không cửa, lạnh giá, đêm đông anh xem ạ. Quà tặng từ trời cao. Rồi cuộc đời của Chúa Giêsu anh chị em thấy nhá, 33 năm tại thế này, kết thúc như thế nào? Kết thúc trên thánh giá đây. Có ai trong chúng ta nhá, những người bình thường mà phải chết đau khổ nhục nhã như vậy không? Có không? Có không? Những tội nhân có thể có nơi này nơi khác, nhưng mà người bình thường, thậm chí là người thánh thiện của Thiên Chúa, quà tặng từ trời cao, lại phải chịu chết nhục nhã, đau đớn, thảm khốc trên thánh giá thế này, thưa anh chị em. Đấy, quà tặng từ Thiên Chúa. Nhìn ngắm Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ, nhìn ngắm thánh giá Chúa Giêsu. Anh chị em khuyết tật ha, mù què câm điếc đi xe lăn, có thấy mình đau khổ mà có thấm thía gì không? Thấm thía gì không? Không thấm thía gì đâu so với lại ha, Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người đến giữa con người để ban ơn lành cho con người, mà chính Ngài lại chấp nhận sinh ra và chết đau đớn như thế, thưa anh chị em. Và đây chính là tin mừng, chính là tin mừng Giáng sinh cho mọi người, cho toàn dân và cho mỗi chúng ta hiện diện hôm nay đây. Những anh chị em khuyết tật, người đời cho là kém may mắn, rủi ro thế này thế khác, nhưng mà thưa anh chị em, được nhận biết Đức Giêsu nha, được chiêm ngắm, được tôn thờ Giêsu trong máng cỏ và trên thập giá là một cái quà tặng, là một cái ân phúc vô giá chúng ta, thưa anh chị em. Tôi rất thích một cái màn một bài ca không trong chương trình, không được giới thiệu, một anh chàng lên đây nhá, rồi tự nhiên xin hát cái bài gặp gỡ Đức Kitô. Cái câu này anh ta hát như là xuất thần vậy, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh, đúng không nào? Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Chúng ta được trong cuộc sống ta nhận ơn phúc từ nhiều người, nhiều món quà khác nhau. Nhưng mà hôm nay đây, trong cái đại hội này, cuộc gặp gỡ này, thưa anh xem, không phải là chúng ta chỉ gặp gỡ nhau, mà cùng nhau gặp gỡ Đức Kitô trong hang đá và trên thập giá và trên bàn thờ. Giờ này đây, thưa anh xem, quà tặng bất vĩnh cửu của Thiên Chúa, quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa trao ban cho mỗi chúng ta, để chúng ta được sống và sống đời đời, và sống đời đời cuộc sống trần gian này, mỗi người mỗi khác, nhưng mà rồi cũng kết thúc cả. Nhưng mà quan trọng là cuộc sống đời đời, đó là tin mừng của Thiên Chúa ban cho chúng ta, là quà tặng Giêsu mà Thiên Chúa ban cho trần gian này. Chúng ta hãy chúc mừng nhau điều đó để cùng nhau ghi nhận tất cả những cái hình ảnh, những cái tâm tình chúng ta có riêng ngày họp mặt này và mang về nhà. Không phải chỉ là hình ảnh ta chụp được trong những cái máy hình đâu, mà chụp được trong trái tim chúng ta, chụp được trong tâm hồn chúng ta, chụp được trong cuộc đời chúng ta, thưa anh chị em. Và lời Chúa hôm nay, chúng tôi mong một vọng nhắc nhở chúng ta, tiên tri Isaiah nói là sa mạc hãy nở hoa. Anh chị em ạ, chúng ta hoàn toàn là những sa mạc, những hoang địa, chúng ta bị khô héo, bị thiếu thốn mọi sự, nhưng mà hãy nở hoa.
Đừng ai cảm thấy mình không có những điều kiện, không có những hoàn cảnh thuận lợi để nở hoa cả. Mà mỗi người cùng với ơn Chúa, chúng ta có đủ dư dật tất cả mọi điều kiện tốt nhất để hãy nở hoa yêu thương, nở hoa bác ái trong đời sống chúng ta, đợi chờ ngày Đức Kitô lại đến trong vinh quang để cứu chuộc tất cả chúng ta. Cùng với Đức Cha Phêrô và giáo phận Thái Bình, từ xưa đến nay người ta vẫn nói về Thái Bình thế này: Thái Bình là đất ăn chơi, tay bị, tay gậy, khắp nơi tung hoành, đúng không nào? Đúng không nào? Mà hôm nay đây, nhân dịp tham dự đại hội khuyết tật của giáo phận Thái Bình, tôi xin tặng Đức Cha Phêrô và quý cha và anh chị em Thái Bình ha một cái câu khác nhé, câu khác để nói về Thái Bình ngày hôm nay nè. Thái Bình là đất yêu thương, tay bị, tay gậy, bốn phương tuôn về. Con xin được hết lời. Xin cảm ơn cộng đoàn anh chị em đã lắng nghe những tâm tình rất là tình cha, đầy tình cha của Đức Cha Lạng Sơn. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cũng lắng nghe một đôi tâm tình của Đức Cha Mario Saimata, địa phận ở bên Nhật Bản. Xin mời cha đình lên. Minasan ohayou gozaimasu. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Cách đây 10 năm tôi có đến Việt Nam, mà lúc đó đến là đến ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng một tuần lễ. そして今回が2回目です。初めて台湾教区を訪問することができてとても嬉しいです。Và đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam và không phải đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đến giáo phận Thái Bình và tôi rất là vui sướng khi được hiện diện nơi đây. なぜ今日、まあ、昨日から私とディン神父が台湾にいるかを少し説明したいと思います。理由は、tại sao từ ngày hôm qua tôi và gia đình có mặt tại nơi đây thì tôi sẽ xin trình bày một vài lý do。今の日本にはベトナムの若者たちが特に、ね、30万人以上日本にいます。Ở tại đất nước Nhật Bản hiện nay có rất nhiều các bạn trẻ người Việt Nam, khoảng 300.000 người đang hiện diện tại đất nước Nhật Bản. 私の埼玉教区にもベトナム人の方々がたくさんたくさんいます。Và trong giáo phận Saitama của tôi cũng có rất nhiều người Việt Nam. 埼玉教区には人口が1400万人います。そしてその中にカトリック信者は13万人。trong giáo phận Saitama của chúng tôi, số giáo dân Công giáo là khoảng 1 triệu 400 ngàn người. Nhưng mà trong đấy thì 埼玉教区には60ぐらいの Trong giáo phận Saitama thì có 1 triệu 400 ngàn người, nhưng mà số người Công giáo thì khoảng độ 300 ngàn người thôi. Saitama kyoku niwa 60 no kyokai ga arimasu. Sono kyokai niwa dono kyokai ni mo Vietnam jin no boat people no hito ya seinen tachi ga nichiyobi no misa ni kite imasu. Trong giáo phận Saitama thì có tổng thể là 60 giáo xứ, và khi đi đến tất cả mọi giáo xứ trong giáo phận Saitama thì đều có những người mà họ đi trước đây họ đi vượt biên đấy. それで今年の5月に大司教様を埼玉に来てくださるようにお願いしました。Và trong năm nay vào tháng 5 chúng tôi đã mời Đức Cha Đệ
đến viếng thăm giáo phận Saitama của chúng tôi. そしたら、司教様は2人の若い神父様と一緒に来て、埼玉教区でベトナム人の若者の集いに、一緒に参加してくれました。Và lúc đấy thì Đức Cha Đệ đã dẫn hai linh mục trẻ cùng đi đến giáo phận chúng tôi tham dự đại hội giới trẻ người Việt Nam. これから私の夢として埼玉教区と台湾教区が姉妹教区になるように神様マリア様にお願いしています。Và ước mong của tôi là từ giờ trở đi giáo phận Saitama và giáo phận Thái Bình sẽ trở thành giáo phận anh em với nhau. Hôm nay, 11月23日から26日に教皇フランシスコが日本を訪問してくれました。Năm nay vào ngày 23 cho đến ngày 26 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm mục vụ Nhật Bản. いつベトナムに来れるか、一緒に乗りたいと思います。Và tôi mong rằng trong tương lai Đức Thánh Cha cũng sẽ đến viếng thăm Việt Nam. 教皇様は洗礼者ヨハネのように日本を4日間、ね、訪れて日本の国日本の教会がイエス様を受け入れてイエス様の福音によって日本人が生きるように呼びかけました。Và Đức Thánh Cha đến Nhật Bản cũng giống như là tư cách của Thánh Gioan Tẩy Giả đến để truyền nhiệt huyết cho những người tin vào Đức Giêsu Kitô. 長崎と東京で5万人ぐらいの参加者のミサがあり、多くのベトナム人の方々が長崎と東京のミサに参加してくれました。Và Đức Thánh Cha khi mà cử hành thánh lễ tại Tokyo có khoảng 50.000 người từ Nagasaki và Tokyo đến tham dự thánh lễ của ngài. ミサではベトナムの語の祈りとベトナム語の歌がとても綺麗でみんなから褒められました。Và trong thánh lễ của Đức Thánh Cha cử hành, người Việt Nam đã có một bài hát trong thánh lễ cũng như có lời nguyện giáo dân và được rất nhiều người khen ngợi. これから、日本とベトナム、特に台湾を通してこの北のベトナムの地区ですね、が一緒に、兄弟ファミリーとして行けるように、まあ、皆さんの祈りを今日お願いしながらこのミサを神様に捧げたいと思います。Và từ giờ trở đi, tôi ước mong rằng là giáo hội Nhật Bản và giáo hội Việt Nam, đặc biệt là qua giáo phận Thái Bình, hai giáo hội trở thành anh em với nhau và với lòng mong ước như thế, tôi chuyên cần cầu nguyện để vấn đề đó trở thành hiện thực. Xin cảm ơn và chúng ta tiếp tục thánh lễ. Arigatou gozaimashita. Rồi tới phiên Đức Cha Thái Bình, xin vắn tắt thôi hai điều, nhưng mỗi điều kéo dài khoảng nửa tiếng, có chịu nổi không? Điều thứ nhất, sau mấy ngày vừa qua, cha thay mặt cho tất cả các cha, các thầy để xin anh chị em, kết riêng những ai chẳng may gặp những cái trăn trở hay là điều nọ, điều kia làm buồn mà chưa phục vụ đúng mức đối với anh chị em. Đặc biệt, anh chị em ở xa về đây không phải chờ đợi cái gì to tát, thế mà chúng tôi cũng chưa đáp ứng được. Vậy nếu chẳng may có điều gì làm phật lòng anh chị em, tôi xin thay mặt cho các cha, các thầy, các tình nguyện viên và ban tổ chức để xin mời cộng đoàn anh chị em chúng ta bao dung, chúng ta quảng đại, chúng ta xí xóa bỏ qua hết mọi sự chẳng may xảy ra cho chúng ta và cho mọi người chúng ta. Đồng ý không? Rồi, chúng ta quảng đại xí xóa hết. À. Điều thứ hai, kính thưa cộng đoàn anh chị em, chúng ta rút ra cái bài học gì? Cái riêng một số đồng đi 4, 5, 700 cây số, có người phải đi hôm trước, rồi có người chưa bao giờ quen xe và đi xe rất là vất vả. Về đây thì được cái gì? Đâu có được cái gì to tát lắm đâu.
ăn uống mọi cái cũng đảm bạc và ngủ nghỉ nhiều khi cũng rất là thiếu thốn, chật chội, rồi mưa rét và phải chờ trực hết người này người kia. Tóm cộng lại, xét về mặt xã hội cũng như là các cái giá trị bình thường tự nhiên, không có gì to tát cả. Vậy thì chúng ta rút ra được cái ý nghĩa, cái bài học gì? Cha tin có thể rất là nhiều thứ, có rất nhiều bài học, nhưng mà không đủ giờ để nói lên hết. Cha chỉ nói một cái tâm tưởng của cha thôi. Cha có gặp một vài em. Có một em tên là Nhàn ở đơn vị Hải Dương, chỉ có cái đầu một chút thôi, còn tất cả tay chân không có gì hết, nằm trên một cái xe nhỏ nhỏ và đi theo một người anh. Người anh đó bị mù hai mắt, và em Nhàn đó thì có cái xe và có cái bộ phận nó cử động, và em đó chỉ có nằm một chỗ, nhìn một chỗ, không nhìn đâu khác, và dùng cái xe đó để kéo đi. Và cái người anh mù đi theo cái xe đó, hai anh em giúp nhau. Tất cả những ai nhìn và thấy cái cảnh đó vô cùng cảm động, không thể tưởng tượng được cả đời nằm trên một chỗ như vậy. Và lạ lùng, kỳ diệu, cái gương mặt của em đó luôn luôn cười. Chúng ta thử gặp, luôn luôn cười. Và đằng sau cái nụ cười đó, cha được nghe các y bác sĩ kể phải tiêm thuốc và uống cái thuốc giảm đau, vì cái cơn đau nó lên nó hành hạ khủng khiếp lắm. Và em đó chỉ có cười mà thôi. Vậy cha mượn cái hình ảnh này, cha cầu nguyện và cầu chúc cho tất cả mọi người trước mắt không có được bao nhiêu niềm vui mà ốm đau bệnh tật khổ sở như vậy. Nhưng một điều chắc chắn, và hôm nay cha xin nhân danh Chúa Giêsu là người duy nhất trên thế gian này nói: tôi là người từ trời xuống. Từ trước tới giờ trên thế gian này chưa có một nhân vật, một đấng sáng lập tôn giáo hoặc chính trị lãnh đạo nào dám khẳng định tôi là người trời, tôi là người từ trời xuống. Chỉ duy nhất có Đức Giêsu dám nói như vậy trước mặt mọi người và làm nhiều bằng chứng để chứng minh lời Ngài nói là thật. Nhưng người ta vẫn không tin và người ta giết chết Ngài trên thập giá. Vậy Ngài có nói cho chúng ta, mọi người hôm nay rằng Cha của Ngài là Chúa Trời, tạo hóa là Cha của Ngài, và Ngài cũng với Cha Ngài là một. Vậy Ngài cũng là Chúa Trời, Ngài là tạo hóa, Ngài là đứng tối cao. Và Ngài nói cho chúng ta biết, đừng quên, Cha trên trời đó cũng là Cha của chúng ta. Và hết mọi người chúng ta là con của Cha trên trời. Nếu có ai trong chúng ta có bố mẹ là bác sĩ, là tiến sĩ, hay là thủ tướng, hay là tổng thống, chúng ta hãnh diện lắm, đi đâu cũng nói bố tôi là thủ tướng, bố tôi là bác sĩ, hãnh diện vô cùng. Vậy hôm nay Đức Giêsu nói cho chúng ta, Ngài từ trời xuống không phải để làm cái gì khác, mà nói cho chúng ta biết tất cả mọi người chúng ta đây đều phát sinh từ một cội nguồn, một thượng đế, một tạo hóa. Và thượng đế tạo hóa không phải là một vị thần, mà là một cha mẹ đầu tiên của chúng ta. Như vậy chúng ta đừng có quên, cha mẹ của chúng ta là Chúa Trời, là vua của các vua, là Thiên Chúa của Thiên Chúa, là đứng tối cao. Chúng ta phải hãnh diện và phải tự hào. Và chúng ta đừng quên, mặc dầu chúng con đại đa số ốm đau bệnh tật, nghèo đói túng thiếu, cái giá trị của chúng con không phải như các ca sĩ hay là các hoa hậu bề ngoài đẹp đẽ, mà ngược lại giống như cái viên đá quý, bề ngoài thì nó xấu xí. Có một cái người đi buôn ve chai, nhặt được cục đá về, đứa con lấy búa đập ra chơi, cuối cùng phát hiện trong cái đá đó có một cái viên ngọc quý.
Đây là hình ảnh để nói cho chúng ta bề ngoài chúng ta xấu xí vừa về thể xác. Chúng ta vừa xấu xí về luân lý, về đạo đức. Chúng ta phạm nhiều điều xấu, điều tội, điều ác. Bề ngoài chúng ta xấu xí vô cùng, nhất là khuyết tật vân vân. Nhưng hãy nhớ bề trong, mình là con của Chúa Trời. Vậy phẩm giá tức là cái giá trị, cái phẩm chất của mỗi con người chúng ta không lệ thuộc vào bề ngoài. Có nhiều hoa hậu, có nhiều người đẹp đẽ bề ngoài, chưa chắc đã có một cái trái tim, một cái tâm hồn trong sáng đẹp đẽ. Và đây cũng là đề tài chúng ta nghe đi nghe lại trong mấy ngày này. Vậy hôm nay cha cũng kết luận, chúng con cách riêng những người đang đau khổ về bệnh tật và về lương tâm, về luân lý đạo đức xã hội, bị người ta ruồng bỏ, bị người ta mặc cảm, bị người ta chê bai. Và chính bản thân chúng con, nhất là những người, xin dùng cái từ người ta gọi là tàn phế, khuyết tật, nhưng mà không phải là tàn phế. Và dù có bị người ta gọi là tàn phế chăng nữa, chúng con hãy luôn nhớ, trong trái tim của chúng con là viên ngọc quý, và chúng con là những con cái của cha trên trời. Cái phẩm giá, cái giá trị một con người không đo bằng vẻ đẹp bề ngoài, không đo bằng cái thước tri thức, học hành, địa vị xã hội, mà đo bằng cái phẩm chất, cái nguồn gốc của cái con người đó là con của tạo hóa, là Chúa Trời. Mình là con của Đức Vua, mình là hoàng tử, là công chúa của Đức Vua. Mặc dầu bề ngoài hình thù của mình xấu xí, nhưng chúng con đừng quên, đừng mặc cảm, và hãy nhớ và hãy hãnh diện phẩm giá của mình. Mình là con của Chúa Trời. Cho nên nếu có ai không biết mà khinh khi coi thường chúng con hãy tự, không phải là an ủi, mà đây là chân lý, đây là sự thật mà cha nhân dân Đức Giê-xu là người duy nhất khẳng định từ trời xuống. Ngài vừa là người, vừa là trời, vừa là thượng đế, vừa là tạo hóa, xuống thế mặc lấy một xác phàm người và bị người ta giết chết trên thập giá. Vậy cha nhân dân Ngài để khẳng định với chúng con, tất cả chúng ta, đặc biệt chúng con những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi, đừng quên và hãy nhớ, tôi là con của Chúa Trời. Chúa Trời tạo hóa là bố mẹ của tôi. Cho nên khi kết thúc cuộc sống này, tôi sẽ trở về hớn hở vui mừng với bố mẹ của tôi. Và nếu bố mẹ của tôi có nhờ tôi, cùng với bố mẹ của tôi là Đức Giê-xu trên thập giá, gánh lấy các cái đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, oan ức, bất công trong xã hội, mời chúng con chúng ta hãy vui và hãy hãnh diện được cộng tác với bố mẹ của mình để gánh tất cả mọi tội lỗi, oan ức, bất công của thế gian, của nhân loại này, trong đó có oan ức của chúng ta. Vậy với tâm tình này, cha rút ra bài học và kết thúc cái bài chia sẻ đặc biệt hôm nay của ba đức cha. Cha cầu nguyện và cầu chúc và mời gọi chúng con phải luôn luôn nhớ, chúng con được sinh ra trên thế gian này, và đứng sinh ra chúng con đó là Chúa Trời, và Chúa Trời tạo hóa là cha mẹ của chúng con. Và chúng con dù khuyết tật, dù bệnh hoạn, dù tội lỗi, chúng con là con của Đức Chúa Trời. Mời chúng ta hãy vỗ tràng pháo tay để cảm ơn và hãnh diện mình là con của cha trên trời. Rồi mời chúng ta tuyên xưng đức tin nha. Xin mời cộng đoàn, ai đứng được thì chúng ta đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin nha. Tôi tin kinh một Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành.
vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Hồng Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mái tang. Thời thứ ba người sống lại. Hữu Đức Chúa Cha và người sẽ trở đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng Ban Sự Sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Giờ đây chúng con cộng đoàn rất thân mến, tới phần chúng ta dâng các lời cầu nguyện và những ai trong chúng con đã viết qua các cái bức thư để dâng lên Chúa trong thánh lễ hôm nay. Và nếu ai chưa viết, chúng con hãy thầm thì trong tâm trí, trong lòng của mình những điều chúng con muốn dâng lên Chúa Trời để nhờ cộng đoàn chúng ta cầu nguyện và dâng hết tất cả mọi trăn trở, mọi ước mơ, mọi vui buồn, mọi đau khổ của chúng con cho Chúa Trời. Chúa Trời chắc chắn sẽ nhận lời cầu xin của chúng con. Thiên Chúa đến làm cho người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sáng và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Chúng ta cầu xin Chúa ban niềm vui cho chúng ta, nhất là ơn an vui cho những người đau khổ vì nghèo đói bệnh tật, và xin cho có nhiều người quang đại như các y bác sĩ, quý vị giám đốc các công ty, quý vị ân nhân luôn sẵn sàng đóng góp sức công sức tiền bạc, thực phẩm, thuốc men cho bệnh nhân nghèo, vì họ là chính ánh sáng sống động của chính Chúa, để trong thân phận nghèo đói và bệnh tật họ vẫn cảm thấy được Chúa yêu thương săn sóc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Làm việc bác ái, biết chia sẻ và giúp đỡ người thiếu thốn hơn mình là tinh thần căn bản của người Công Giáo. Xin Chúa cho mọi người Kitô hữu luôn ý thức được sứ mạng của mình và đem Chúa đến cho mọi người bằng giá trị tin mừng, để mọi người nhận biết Chúa và chúng ta đều là anh em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Bệnh thể xác là con người đau khổ và chết từ từ. Bệnh tâm hồn là tội lỗi,
còn làm cho con người chết đời đời. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng con ý thức sự đau khổ của bệnh thể xác, mà nhất là không mắc bệnh tật thiêng liêng của tội lỗi, để được Chúa thanh tẩy, giúp mỗi người trở nên con cái đích thực là của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hôm nay, toàn thể anh chị em khuyết tật toàn miền Bắc về mừng lễ Giáng sinh. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi tham dự viên luôn ý thức được ơn Chúa ban qua quý đức cha, quý cha, quý vị y bác sĩ, quý vị ân nhân, để mỗi ngày sống vui hơn, khiêm tốn sám hối, để chuẩn bị tâm hồn thanh sạch, giúp trở nên hang đá bé nhỏ đón mừng con Chúa xuống thế làm người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xưa ở trần gian Chúa đã chạnh lòng khi thấy những người nghèo đói túng thiếu ốm đau bệnh tật. Chúa đã đích thân chữa lành cho họ. Hôm nay Chúa vừa nghe biết bao nhiêu tâm tình của những người nghèo đói túng thiếu. Chúng con tin chắc chắn Chúa cũng chạnh lòng và thương chúng con. Xin Chúa nâng đỡ, an ủi tất cả những tâm hồn đang cậy trông vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình Ngài ơi, với lễ vật nơi con hôm nay đưa mắt hòa tràn lẫn mồ hôi. Ngài ơi, xin Ngài nhận lấy, Ngài nhận cho hiến lễ con xưa. Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu, ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đứng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đứng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Ôi thôi, thôi, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tha ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Đến đây một vài giây phút chúng ta thinh lặng cầu nguyện riêng. Chúa Trời thấy, Chúa Trời nghe tất cả mọi ước nguyện của chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy nói, thầm thì nói với Chúa Trời, xin Chúa Trời đón nhận, lắng nghe và chấp nhận những lời nguyện xin riêng tư của mỗi người chúng ta, cho những người còn sống, kết riêng những người nghèo đói, túng thiếu, ốm đau, bệnh tật, và cho cả những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đứng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đ-
Đây chiên Thiên Chúa, đây đương xoa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Sau đây là nghi thức rất thiêng liêng dành cho những người công giáo đã đủ điều kiện. Xin quý vị không cùng tôn giáo chúng ta ngồi tại chỗ và không tham dự nghi thức này. Con xin quý thầy phó tế di chuyển xuống khu vực rạp sân khấu ở giữa quảng trường. Chúng con xin quý cha đứng ở trên sân gạch đỏ và xin quý vị chúng ta đứng tại chỗ. Quý cha và quý thầy phó tế sẽ đưa mình thánh xuống đến nơi cho quý vị. Xin quý thầy đồng hành sẽ hướng dẫn cho các đoàn để quý vị có thể xếp hàng cũng như đứng trật tự trước khi đón nhận mình Thánh Chúa. Thank you.
Thank you.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta kết thúc phần phụng vụ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bi tích thân thể này. Thân thể chúng con sạch mọi vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin trọng kính quý đấng bậc an tọa kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây con xin trân trọng giới thiệu cha Gioan Chu Văn Yên, chánh văn phòng tòa giám mục Thái Bình và cũng là cha giám đốc Caritas giáo phận, sẽ có đôi lời tâm tình tạ ơn quý đấng bậc và cộng đoàn. Con xin trân trọng kính mời cha. Trọng kính Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình. Trọng kính Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn. Trọng kính Đức cha Mario Yamanuchi, giám mục giáo phận Santama, Nhật Bản. Kính thưa cha đại địa diện giám mục miền Hưng Yên, cha giám đốc đại chủng viện, quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, quý bác sĩ, quý khách, các tình nguyện viên, sinh viên và tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Đến hẹn lại tới, vào mỗi dịp đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, Tòa Giám mục Thái Bình dưới sự hướng dẫn của Đức cha Phêrô lại tổ chức những ngày hạnh ngộ dành riêng cho những người đặc biệt của Chúa. Đã 18 năm trôi qua, kể từ ngày hội ngộ đầu tiên năm 2001 từ An Dương, Xuân Đỉnh, Hà Nội đổi về Thái Bình. Năm nay là năm thứ 10 tổ chức tại Thái Bình, với số lượng tham dự viên lên tới hơn 5.500 anh chị em đặc biệt của Chúa và gần 1.000 tình nguyện viên, sinh viên, y bác sĩ và những người phục vụ từ khắp vùng miền không phân biệt tôn giáo. Đại hội năm nay là dịp thuận tiện hơn nữa để anh chị em có cùng cảnh ngộ, được bày tỏ niềm vui chia sẻ và động viên khích lệ lẫn nhau, cùng vươn lên trong cuộc sống. Để có được những ngày đầy hạnh phúc như hôm nay là bao công lao vất vả trong các khâu tổ chức, những hy sinh công của từ các ân nhân và sự động viên khích lệ hay những lời cầu nguyện âm thầm của rất nhiều người. Cho đó, chúng con đã nhận được những món quà về tinh thần qua lời cầu nguyện, qua lời chia sẻ trong các bài giảng của quý đức cha, quý cha, qua các bài thuyết trình viên, qua sự phục vụ yêu thương. Chúng con cũng nhận được những món quà vật chất, đó là những phần quà thuốc men, những phần quà tại các siêu thị đổi quà, các phần quà chung, các phần quà của những giải vé số thể thao, các phần quà lì xì tuổi mới, mừng tuổi mới trước của Đức Cha, các phần quà tiền xe di chuyển, đặc biệt là những bữa ăn rất ngon lành. Vì vậy, thay lời cho tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, chúng con xin được bày tỏ tấm lòng tri ân tới quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý bác sĩ, tình nguyện viên, sinh viên, quý ân nhân và tất cả mọi người. Trước hết, chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đấng mà mọi người vẫn gọi là ông trời hay thượng đế, đã luôn quan phòng để những mảnh đời tưởng chừng kém may mắn lại có được niềm vui gặp gỡ, chia sẻ tràn đầy hạnh phúc qua sự quan tâm yêu thương của quý đấng bậc, các nhà hảo tâm và tất cả mọi người. Chúng con xin thành tâm tri ân Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình. Dù ở đâu hay cương vị nào, từ khi còn là linh mục và trở thành giám mục, Đức cha vẫn luôn dành cho những người đặc biệt của Chúa tình yêu thương đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc. Chính Đức cha là vị sáng lập, hướng dẫn và đồng hành không chỉ qua những các lần hội ngộ mà qua những lời cầu nguyện và sự quan tâm đặc biệt. Sự quan tâm và tình yêu thương của Đức cha đã tạo cho những người kém may mắn có được không gian tỏ bày những ưu tư, trăn trở
những chia sẻ cảm xúc và sự cảm thông giữa những người cùng cảnh ngộ. Nhiều tâm hồn vỡ vụn vì thất vọng đã tìm lại được niềm vui, tin vào bản thân, tin vào cuộc đời. Chúng con xin chân thành tri ân Đức Cha. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha Giuse Châu Ngọc Chi, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, từ miền Sơn Cước xa xôi, Đức Cha đã hiện diện, đồng hành với chúng con trong dịp hạnh ngộ này, đã cầu nguyện, đã chia sẻ những lời tâm tình cho chúng con trong Thánh lễ hôm nay. Sự gần gũi, thân tình và hiền hậu nơi Đức Cha là bài học cao quý cho chúng con về tình tương thân tương ái. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha Mario Yamanuchi, Giám mục Giáo phận Saitama, Nhật Bản. Sự hiện diện đầy chân quý của Đức Cha nói lên tình hiệp thông vượt ngàn trùng dương. Đức Cha đã mang đến cho chúng con hơi ấm của tình người từ đất nước mặt trời mọc. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Chúng con xin cảm ơn Cha đại diện Giám mục miền Hưng Yên, Cha Giám đốc Đại chủng viện, quý Cha quản hạt, quý Cha trong ngoài giáo phận, quý thầy, quý tu sĩ thuộc các đơn vị dòng tu trong và ngoài giáo phận, các trưởng đoàn, các anh chị em tình nguyện viên, các bạn sinh viên, tất cả mọi người những ngày qua đã hy sinh vất vả trong công việc chuẩn bị, đã ân cần tiếp đón, đồng hành và tận tình chu đáo trong những ngày qua. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị y bác sĩ trong và ngoài nước, từ miền Nam, Hà Nội, Thái Bình, từ Hàn Quốc, Mỹ Quốc xa xôi, đã dành cho các anh chị em khuyết tật những tình cảm thật thiêng liêng cao quý. Chính tấm lòng của quý vị đã xóa đi những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ. Chúng tôi cảm nghiệm được sự gần gũi thân thương ấy qua việc khám chữa bệnh ân cần chu đáo của quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm và sự hiện diện đầy trân quý của quý ân nhân, ông Tổng Giám đốc Công ty Thức ăn Chăn nuôi Công CB Việt Nam, Hội Ayrazazo, Bệnh viện Quốc tế Saint Maria Incheon, Hàn Quốc, quý ân nhân xa gần. Chúng tôi xin cảm ơn sự cộng tác nhiệt thành của quý vị trong Ban Hội đồng Mục vụ Giáo sứ Chính tòa, Giáo sứ Sa Cát, Hội đồng Thương xót, Hội Con Đức Mẹ, Ca đoàn Coretini Hà Nội, các ban ngành đoàn hội, ẩm thực, âm thanh, ánh sáng, truyền thông, v.v. và tất cả mọi người đã cộng tác trong việc tổ chức hai ngày hội ngộ hôm nay. Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo chính quyền, các ban ngành của tỉnh, thành phố Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình và phường Lê Hồng Phong đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi tổ chức đại hội này và đã giúp đỡ chúng tôi trong việc bảo vệ an ninh trật tự. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện và lời cầu nguyện của mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện hôm nay. Cuối cùng, thay lời cho quý đứng bậc và ban tổ chức, xin dành lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới các anh chị em tham dự viên là những người đặc biệt của Chúa hôm nay. Chính anh chị em đã cho chúng tôi được cơ hội phục vụ, cảm thông và chia sẻ. Sự hiện diện của anh chị em, dù xa xôi vất vả, khó khăn trong việc di chuyển, là bài học cho chúng tôi về sự kiên trì, khiêm nhường và vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta hãy cảm ơn nhau về sự hiện diện, hiệp thông, liên đới và chia sẻ này. Chúng con cũng xin cảm ơn quý đứng bậc, quý khách và anh chị em tham dự viên, thứ lỗi cho những thiếu sót không thể tránh khỏi trong quá trình tổ chức đại hội lần này. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý vị và kính chúc quý Cha, quý Đức Cha, quý Cha, quý vị một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới khang an thịnh vượng. Hẹn gặp lại năm 2020. Chúng con xin cảm ơn. Và trọng kính quý đức bậc, ngay sau khi kết thúc thánh lễ, con xin kính mời quý Đức Cha, quý Cha, quý khách, quý ân nhân, quý bác sĩ và ca đoàn Coretti về phòng tiệc để chúng con được đón tiếp, và toàn thể đại hội chúng con sẽ thông báo sau. Và dưới đây kính mời cộng đoàn cùng đứng, chúng ta nhận phép lành cuối thánh lễ.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, nhờ việc con Chúa đến trong ánh huy hoàng, thánh hoa và đổ tràn phúc lành của Ngài cho anh chị em, là những kẻ tin con một Chúa đã đến và mong đợi người sẽ đến. Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em trong cuộc sống hiện tại được bền vững trong đức tin, vui mừng trong đức cây và xin hoa kết quả trong đức mến. Anh chị em vui mừng sốt sáng đón nhận đấng cứu chuộc chúng ta đến trong xác phàm. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em phần thưởng cuộc sống đời đời khi Người vinh quang ngự đến lần thứ hai. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Của giáo phận Incheon Hàn Quốc vào trong sân giếng trời và xin